củ mai dần nha anh em. Cây như cái củ nha. Cây này thực tế quả nó duyên lắm anh em ạ. Bự nha. Em coi cái củ nè, đường kính đó. Bự lắm nha. Rồi đâu thước thước rồi. Đâu quanh đế, quanh đế cho nó, cho anh dễ lại. À. Đâu bao quay dễ luôn ha. À gì á. Quanh đế. Bao quay dễ luôn là 68. Ờ quanh đế 68 nha anh em, hình thăng ngay. Hình thăng. À. 50. Hình thăng 50 quanh đất ngọn ha. Đất ngọn. 45. Rồi 45. Để ngang. Để ngang. 66. Đến ngàn 66. Chiều cao đây. Chiều cao 62. Cao 62 nha anh em. Cây này nó hồi cái đầu về lại đẹp nha. Cây này nói chung dễ nhiều anh em à. Đây nè. Đây này mặt dưới này nó cháy rừng á, nó hơi bị lũ nha anh em. Nè. Những cái mặt này là còn sống hết nè. Đó. Mặt này còn sống da hết nha. Mặt dưới đây không có da nha anh em. Lũ á. Thép nha. Mặt này dưới cháy dần quá. Như cái củ này nè mà. Bự nha. Anh em coi. Nu luôn. Đây. Đem vô chậu ngang là thôi. Mặt mình đang bị lũ nha anh em. Lũ bọng nha. Mà không bọng không dễ nha anh em. Tất cả những đầu dễ là không bọng nha. Nè. Cái đầu nó bọng có lỗ nhỏ cỡ ngón tay em nè. Mà nó bọng xuống đây luôn nha. Nó bọng xuống đây luôn nha. Đó. Không đáng kể nha, vẫn bình thường đẹp nha. Cây này nói chung ở ngoài đó thực tế đó, nó bị lật lắm, đẹp cây á, bự cây. Này qua, lũ này lũ trong đây là lũ thép không bệnh hoạn nha anh em, bao da lại nè, gọn chậu, cái bể luôn anh em, bự nha, cái bể bú vậy. Dễ rồi, cũng bắn bú luôn. Rồi, củ mai dừng. Cái này cái củ hơi bị vip anh em à. Cái này nhị đá nha. Quả thực tế cái này khủng lắm nha. Bự bá luôn, hai người khiêng á. Anh em có đường kính nè, anh em coi nè. Gà em 23 mà nè. Kính theo qua tới đây luôn nè. Cây quá đẹp luôn nha. Giờ đó thứ luôn cậu. Đế. Quỳnh đế, sắc đế luôn. 84. Quỳnh sắc đế chỗ đó là 84 nha. Quỳnh quỳnh cũ nè. Quỳnh cũ trên đây. Ngon quỳnh cũ trên. Đó. 81. Quỳnh cũ trên 81 nha. Quỳnh cái này được không? Đó, quỳnh thăng. 50. 50. Đó. Rồi bên đầu luôn. Rồi chốt ngọn. 47. Rồi ok, chiều cao đế ngang. Chiều cao. Chiều cao 1m20. Chiều cao 1m20 nha anh em. Đế ngang. Ngang. Cây này quá đẹp anh em à. Đế ngang 90. Rồi đế ngang 90 nha. Cây này ở ngoài thực tế đẹp nha anh em. Dễ thì đầu dễ thì ok nha. Ở cái dáng nè anh em coi nè. Em trồng ngang này nè. Cho cái củ nó là cái nhì đá nè. Hồi đầu về lại nè ha. Cây này nó có lũ nha anh em. Củ đế trời nó giót ngọn đẹp lắm. Lũ nó sấy nè. Lũ nó sấy hoàng đá. Lũ này lũ thép lũ sạch nha. Anh em coi nè, lũ không bọng nè. Lũ thép lũ sạch luôn nha. Không bọng nó lên luôn nha anh em. Đầu cổ dễ nè. Đầu đập tu. Củ đế đá bữa đầu dốc ngọn lên nè, đá này nó nhẹ vô thịt luôn nha anh em, nhẹ là đó luôn, cứng ngắc. Cây này đáng sưu tầm nha. Rồi giao lưu anh em cái mai rừng những thú nha. Cây này ở ngoài có duyên anh em à. To cây nha, năm chi ngũ phúc ạ. Cây này dễ hơi bị nhiều nha, cây này có duyên nha. Rồi đó cái trước rồi vô
Loại thước cho nên coi luôn anh. Hoành eo. Mình để. Mình để 49. Mình để 49 nha, để ngang chiều cao thôi. Để ngang chiều cao chiều bay thôi. Con ngược nữa. Để ngang 70. Để ngang 70. Chiều bay. 130. Chiều bay 1m3 nha anh em. Chiều cao chứ cậu chú, chiều cao. một mét lẻ bảy cầu mét lẻ bảy nha. Cười cây này có đó duyên nha anh em. Được rồi, coi vô cây giống như con thú vậy. Quay ra mặt chi đồ nó phóng lên nè. Dễ thì ok nha, mặt nào cũng đẹp đó. Hai mặt mặt nào cũng đẹp anh em à. Chi nó phóng à. Cây có duyên nha. Bự cây nha. Chỗ đây có đêm lũ nha anh em, lũ, lũ thép lũ sạch. Bự. Có duyên, cái này có gai nè.